Cao Tăng Đạo Hòa Hảo tán thán thầy Minh Tuệ. Mời các bạn lắng nghe lời hay ý đẹp của Cao Tăng Đạo Hòa Hảo. Mà ông thầy Thích Minh Tuệ là một hình ảnh thế thân của một vị đệ tử của Phật. Tam Mi Nhất Bát không nhận một đồng tiền nào của ai. Cúng đồ mặn không ăn, chỉ cúng đồ chay thôi, mà ăn đủ rồi là không có ăn nữa, ăn một ngày chỉ một bữa thôi. Đây là hình ảnh khổ hạnh của Đức Phật. Một vị hóa thân đệ tử của Phật đi để giáo hóa và làm cái tấm gương cho những ai hiện bây giờ còn ở chùa cao Phật lớn, còn đang hưởng thụ với cuộc sống xa hoa. Nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo, chứ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề rồi trụi hạt lè người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười. Tội lỗi ấy lực nào dung thứ, tu còn ham trai to đám bự, đặng thế gian dưng cúng bạc tiền, dối rằng lo tu bổ chùa chiền mà làm của xài riêng cho thọ. Bảo làm sao dân không xa ngã, nghe lời rù tông nọ phái kia, cả tăng đồ trong nước chia lìa riêng pháp bảo đi chùa riêng Phật. Vậy bây giờ đó, cái hình ảnh của ổng là một hình ảnh của một hóa thân thị hiện của một Bồ Tát đệ tử của Đức Phật đi giáo hóa chúng sanh, mà vừa làm tấm gương để cho những người đi lầm đường lạc lối trở về con đường lạc đạo, an bình xả thân, mà còn tu tỉnh nữa. Quý cô bác anh chị em, mới cách mấy ngày nay đó, hot ở trên mạng với trên Facebook, có đứa em nó gọi điện lại tôi, nó hỏi vậy thì bây giờ đó, con xin hỏi chú, hiện bây giờ đó, ở trên mạng nó đang hot cái ông thầy Thích Minh Tuệ. Hiện bây giờ cô bác anh chị em mình có coi hàng ngày phải không? Ông thầy Thích Minh Tuệ, ông làm cái phạm hạnh của Đức Phật ngày xưa. Tam Mi nè, Nhất Bát, mà cái bát ổng bây giờ không phải là cái bát của Đức Phật, mà ổng lấy cái nồi cơm điện hả? Còn giải đó, y đó. Bạn thích và đăng ký kênh, xin cảm ơn bạn nhiều. Bạn thích và đăng ký kênh, xin cảm ơn bạn nhiều. Bạn thích và đăng ký kênh, xin cảm ơn bạn nhiều. Nạp lợi thành tam cái y thôi, ba cái y. Mà ổng đi hàng ngày, đi từ Nam chí Bắc là gần 4 năm nay rồi. Đường bây giờ đường nhựa nó nóng vừa gì không, mà đi cái chân trần, y rang như Đức Phật ngày xưa. Vậy thì bây giờ chú Bảy ơi, cũng có một số lên đó người ta chê, còn có số lên người ta khen. Nhưng mà bây giờ mình nên đó, nghe bên nào và mình theo bên nào. Có nên theo ông thầy Thích Minh Tuệ hay không? Tôi nói ủa, mình tu mà làm gì phải theo ông thầy Thích Minh Tuệ? Mình tu là tu theo giáo lý của Đức Phật, tu theo giáo lý của Đức Thầy. Nếu ông Thích Minh Tuệ ông làm đúng với lời của Đức Phật thì mình làm theo ổng là đúng theo lời của Phật, làm theo Phật cũng như làm theo ổng. À, vậy thì bây giờ cần gì phải theo ông này ông kia, mà ông làm như vậy là cái người rất là tốt. Nếu nói về cái người đời bây giờ nào, quý cô bác anh chị em mình, đồ đó mà mình mặc đó, gấp cái đó mà kêu mặc mà đi đám cưới mình dám đi không? Không dám. Mặc phải lựa cái đầm cho nó thiệt đẹp nha, để thua người ta không chịu à. Mà cái đầm phải màu bông phấn màu nổi mới chịu à. À, mà đi ba bữa đi đám cưới, có khi nào mà ba bữa mình mặc một bộ đó không? Mình mặc cái đầm đó không? Không chịu. Bữa nay phải mặc cái đầm khác, phải không mấy chú? Mà ông thầy Thích Minh Tuệ là một hình ảnh thế thân của một vị đệ tử của Phật. Tam Mi Nhất Bát không nhận một đồng tiền nào của ai. Cúng đồ mặn không ăn, chỉ cúng đồ chay thôi, mà ăn đủ rồi là không có ăn nữa, ăn một ngày chỉ một bữa thôi. Đây là hình ảnh khổ hạnh của Đức Phật. Một vị hóa thân đệ tử của Phật đi để giáo hóa và làm cái tấm gương cho những ai hiện bây giờ còn ở chùa cao Phật lớn. Bạn thích và đăng ký kênh, xin cảm ơn bạn nhiều. Bạn thích và đăng ký kênh, xin cảm ơn bạn nhiều. Bạn thích và đăng ký kênh, xin cảm ơn bạn nhiều. Chứ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề rồi trụi hạt lè người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười. Tội lỗi ấy lực nào dung thứ, tu còn ham trai to đám bự, đặng thế gian dưng cúng bạc tiền, dối rằng lo tu bổ chùa chiền mà làm của xài riêng cho thọ. Bảo làm sao dân không xa ngã, nghe lời rù tông nọ phái kia, cả tăng đồ trong nước chia lìa riêng pháp bảo đi chùa riêng Phật. Nói về Thuyết Minh Tuệ này, đó là thiên biến vạn hóa, không có màng công danh phú quý, không có màng cái gì hết, miễn cho được ngày hai cơm tẻ buổi bần hàng đặng có tu thân. Mà bước đường ông tu đây đó là bước đường ông đi đó là tu, để đánh thức cái tâm của chúng sanh và muôn nhân đệ tử phải quay đầu trở lại mà lo tu hiền chân chất thật thà.
coi như vì chúng sanh mà thầy Minh Tuệ này mới có bước đường đi như vậy, cho chúng sanh môn nhân đệ tử mà nhìn nắm nó mà bắt chước theo, trong bước đường cái gì cũng là không. Coi như trong cái bước đường môn nhân đệ tử của Phật phải cái tâm phải không mới có làm như ổng được. Tâm là phải không hết, phải không hết, chứ mình có vướng bận chỗ này chỗ nọ làm như ổng đâu có được. Coi như cái chỗ đó là coi như mình nhìn ngó thấy mà về nhà tu tại gia, còn Phật ở tại trong tâm mình. Bước đường đi như thiết ông Minh Tệ là đi không được, khó đi lắm. Dạ. Bởi vì chúng sanh này còn vướng bận nhiều chỗ kia, làm ăn tiền bạc, làm ăn tiền bạc này kia nọ nhiều khi nó không có, mà cả con lẫn cha nó còn phủ ở bên mình, thành ra đi không được. Nhìn thấy đó mà chân chất thật thà để nó làm ăn là cái chỗ đó cũng cái tâm cũng như ổng rồi. Cái hạnh tâm mà buông bỏ thật thà, không tham lam cũng như không là... tham lam gì hết. Dạ. Là cái tâm đó là cái tâm cũng là tâm thật, cũng như ổng đó. Thì trong mấy ngày nay con cũng từng xem qua clip của một số người đã đăng lên mạng á, là thấy có những cái con vật mà tại sao lại thời điểm này tự nhiên xuất hiện vậy, như là cặp bướm bay xung quanh thầy Minh Tuệ, rồi đến nỗi mấy con chim là những cái con vật mà nó nhát, nó xa lạ con người á, mà lại bay trước mặt của thầy Minh Tuệ và đậu dưới chân lại gần chân luôn. Thì cái điều đó là như thế nào không ai? Cái điều đó cũng đánh thức môn nhân đệ tử của Phật. Bởi vì thú vật biết tu hành nam nước con người sao chẳng rất thần chặt, nó biết tu chứ không phải đâu. Mà tại sao lại giống như để đánh lễ ông thầy Minh Tuệ? Đó là nó nhìn ngó thấy nó biết. Thích Minh Tuệ là một bậc cao minh, là ở trên đưa xuống. Bạn thích và đăng ký kênh, xin cảm ơn bạn nhiều. Bạn thích và đăng thì ký kênh, thì cái tu viện trên nhân trước đây, nhiều. Thầy Trân Quang cũng vào đó rồi. Ồ. À. Cái mấu chốt của câu chuyện mà chú tiết lộ chính là ở đây. À, thầy Trân Quang á, nghĩa là Thượng Tọa Trân Quang á, dạ. Trước đây là đệ tử của sư ông Tích Thanh Từ. Dạ. À, mà sau khi đó, nghĩa là bỏ chúng ở cái thiền viện Thường Chiếu á, dạ. Đi rồi cùng với con Như Thủy thì lên núi Vinh á, thì lúc đó mới lấy một cái pháp danh khác là Thích Trân Quang. Chứ ngày xưa quy y ở thiền viện Thường Chiếu á, Hòa Thượng Thích Thanh Từ á đặt cho cái pháp danh là Thông Nguyễn. Thông Nguyễn chính là pháp danh cũ của Thích Trân Quang. Cứ bỏ thầy Thích Thanh Từ đi về với lại thầy Tông Lạc, dạ. Rồi mới lấy cái tên là Thích Trân Quang, dạ. Đó. Thì sư Minh Tuệ khi mà xuất gia cũng được nhận cái pháp danh là Thích Minh Tuệ từ cái tu viện Chân Như. Chú có thể phân tích hai cái pháp danh của thầy Thích Trân Quang và Thích Minh Tuệ, mà thầy Minh Tuệ vào đó trước thầy Thích Trân Quang hay là thầy Thích Trân Quang vào trước? Thầy Thích Trân Quang vào đó trước, dạ. Lâu rồi, dạ. Còn thầy sư Minh Tuệ thì mới đây thôi, dạ. Nhưng mà cái tâm nguyện của sư Minh Tuệ đó bạn thích là quyết tâm tu 13 hạnh đầu đà, 13 hạnh đầu đà bằng được theo lời dạy của Đức Phật. Hay quá. Thì bây giờ á, khi cái người mà có cái trí tuệ á, có trí tuệ mới nhìn thấu được cái hạnh của sư Minh Tuệ tu trong cái thời kỳ mà mạt pháp này, cái thời kỳ ba này mà Cao Đài gọi là nghĩa là cái thời kỳ này là thời kỳ cuối của Phật pháp đó. À, thời kỳ cuối là thời kỳ mạt pháp, mà rồi có gọi là thời kỳ bạch dương nữa. Cho nên á, người mà nhìn thấu rõ được á, hiện nay là các cha trong đạo Công giáo cũng là cái hạnh của Đức Chúa Giêsu ngày xưa, nói theo gốc chân ngày xưa của Đức Chúa Giêsu, cho nên các cha mới thấy rõ cái hạnh đó, và đồng thời lên giảng cho con chiên để học cái hạnh đó để chi, cái đó là mới tuyệt được cái tham sân si. Cái tham sân si á, muốn diệt cái tham sân si là phải tu như thầy Minh Tuệ. Dạ. Đầu thì đổi chúng sanh, chân thì đạp phiền não, rồi thể hiện cái thân tướng của sư Minh Tuệ á, dạ. Là tam giáo quy nguyên, tam giáo quy nguyên ngũ chi phục chức. Rồi để tôi nói về tại sao mà tam giáo quy nguyên, có nghĩa là Phật thánh tiên trong đó, tam giáo mà, dạ. Trong đó có Phật có thánh và đồng thời là có tiên trong đó. Còn theo Phật giáo Hòa Hảo á, thì tu nhân học Phật, tu nhân nữa là tu theo cái đạo làm người, mà Cao Đài gọi là Nho Tông chuyển thế. Yeah. Nho Tông là muốn đi lên làm tiên làm Phật, đi vào con đường thiên đạo thì phải làm sao tu xong cái con đường nhân đạo, đó là tam can ngũ thường. Đăng ký kênh, xin cảm ơn bạn nhiều. Tam can là có nghĩa là quân thần can, quân thế can và phụ tử can. Thì như vậy là sư Minh Tuệ có làm hết chưa? Làm hết.
nhân lại nghĩ đi tính là hết chưa? Hết luôn. Làm sao mà chú biết?